Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi chiều hôm nay là ngày 24 tháng 9, em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á, là mẹ con của nhà Cám cùng với cái ông sạc pin á, là cũng có một cái live stream. Nhưng mà trong cái live stream đó là cô Sáu cũng lên tiếng rất là mạnh miệng luôn cô chú. Cô Sáu nói rằng á, Hồng Loan muốn ở cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm và muốn thừa hưởng hai cái đám đất ở ngoài Thủ Đức á, là phải đưa cho cô Sáu là 3 tỷ rồi cô Sáu mới rút những cái lá đơn kiện nha cô chú. Nhưng đến cái thời điểm hiện tại bây giờ á, chị Hồng Loan không cần phải đưa cho mẹ con của nhà Cám này 3 tỷ cô chú. Tại vì á, là chị Hồng Loan là một người con hợp pháp của cố nghệ sĩ, thì chị Hồng Loan là được phép là thừa hưởng những cái gì của ba mình đỡ lại thôi. Chứ đâu phải là hiện tại bây giờ á, là mẹ con của nhà Cám thì cũng thấy là mình thua rồi, cho nên á, là bắt đầu là phải yêu cầu chị Hồng Loan là phải đưa 3 tỷ. Đâu cần đưa, hiện tại bây giờ không đưa rồi, mẹ con của cô Sáu không cần phải rút đơn kiện luôn đó, thì mẹ con của cô Sáu cũng thua thôi cô chú. Chứ đâu phải là hiện tại bây giờ mẹ con của nhà Cám này á, là thấy mình đã thua rồi là bắt đầu là, kiếm chác yêu cầu chị Hồng Loan là phải đưa tiền. Đưa tiền ở đâu ra? Những cái số tiền của chị Hồng Loan á, là chị Hồng Loan đỡ dành đi làm từ thiện, thì cái đó là nó có ý nghĩa hơn cô chú anh chị. Chứ đâu có đưa cho mẹ con của nhà Cám này để làm gì. Tại sao mẹ con của nhà Cám này á, là rất là tham lam. Nếu mà cái ngày đầu tiên cố nghệ sĩ mất đó, rồi được an táng ở trên nghĩa trang Hồ Viên á, là đứa cháu gái mất dạy này, đứa cháu gái bá dơ và đứa cháu gái ăn nhờ ở kế chỉ mới có 2 năm trời à. Mà trong cái ngày đám tang của cố nghệ sĩ á, cô cháu gái này mời những anh chị phóng viên rồi nhà báo đến để lon cái tin chị Hồng Loan là một người con nuôi của cậu tôi, rồi bắt đầu là đi kiện đồ này kia. Chứ cái hồi đầu tiên thì chị Hồng Loan cùng với má Tư là cũng muốn là chia cho mỗi người một ít đó để làm ăn, mà tại vì mẹ con của cô Sáu tham lam quá cho nên là không chịu, rồi mới đi kiện chị Hồng Loan là đòi phải chia 50-50, cho nên là chị Hồng Loan mới không đồng ý nha cô chú. Thì nó mới xảy ra cái câu chuyện là tranh chấp tài sản hơn một năm vừa qua đó. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là cũng gần cuối cái drama rồi, thì mẹ con của nhà Cám á, là cũng thấy rõ rồi, thấy rõ là mình chuẩn bị là sắp sửa là thua rồi, và đến nhà số 5 Đoàn Thị Điểm sẽ dọn những cái rác rứa đi nha cô chú. Với lại là một cái tủ lạnh, mà phải nói cái tủ lạnh hiện tại bây giờ nó rất là hôi thối luôn, hôi thối đến nỗi mà hồi sáng nè, mấy cô mấy chị cùng đến nhà chị Hồng Loan á, là mua những cái vé để cái ngày 27 tháng 9 này là chị Loan cùng với các anh chị nghệ sĩ sẽ có một cái đêm diễn tại sân khấu Trống Đồng, và những cái số tiền bán vé đó sẽ ủng hộ cho bà con ở ngoài miền Bắc ha cô chú. Đó, các cô cũng nói nó bắt ngồi kinh luôn. Mà đến thời điểm hiện tại bây giờ mẹ con của nhà Cám này bắt đầu nhận ra là thấy mình cũng đã thua rồi mà yêu cầu đưa 3 tỷ ở đâu ra, làm gì có 3 tỷ cô chú. Hiện tại bây giờ chị Hồng Loan á, không đưa một cách cũng được, chứ chị Hồng Loan cũng đâu có thua đâu mà cô chú anh chị, nó đúng không. Hiện tại mà bây giờ những cái kênh YouTuber đó nó mở mắt ra nó thấy chưa, cô Sáu thì lên yêu cầu chị Hồng Loan phải đưa 3 tỷ để rút lại những cái lá đơn kiện là cô Sáu đã thua rồi, thấy mình đã thua trắng rồi. Mà những cái kênh YouTube đó hiện tại bây giờ nó đứng bên phía mẹ con của nhà Cám là nó loan tin lên, nó nói cô Sáu thắng 70%, thắng 70% mà sao cô Sáu yêu cầu chị Hồng Loan đưa 3 tỷ chị, đúng không cô chú anh chị. Đó, đặt điều vu khống, nói cái này nói cái kia, rồi cái ông sạc pin á, ông rất là nhục luôn cô chú. Trong cái live stream đó, ông live ở cái quán hủ tiếu bò viên của mẹ con nhà Cám tham lam này á, là nói rằng tôi là một người Việt kiều Pháp. Ủa, em không thấy người Việt kiều Pháp nào mà từ bên Pháp về lại Việt Nam á, mà ở kế nhà cái con ô xin, rồi đi ăn chật nhà cái con ô xin rồi đó, rồi 2-3 ngày cái qua bên cái quán hủ tiếu rồi ăn chực hủ tiếu để khỏi tốn tiền nữa cô chú.
một người Việt kiều về nước mà y như là đói khát lắm cô chú anh chị đó, mà lên livestream nói cái này nói cái kia, nói hiện tại bây giờ tôi là đang ngồi trong cái quán hủ tiếu của cái cô cháu gái HB cùng với mẹ của cô cháu gái đó, đây là gia đình ruột thịt nè, rồi kêu cô Sáu đến hát nữa đó. Hát là bắt đầu khịa tiếp chị Hồng Loan nói tôi là một người nghệ sĩ chân chính, tôi hát tôi không có nhép. Ủa bây giờ cô là người nghệ sĩ chân chính thì cỡ cô chứ, còn chị Hồng Loan, chị Hồng Loan đâu có nói là một người ca sĩ đâu cô chú đó. Thì cứ cái câu chuyện hát nhép mà phía bên đó nó lên nó đâm thọc hoài cô chú anh chị, phải nói rằng cũng rất là bức xúc cái câu chuyện luôn. Chị Hồng Loan hát nhép mà đến thời điểm hiện tại bây giờ vé của chị Hồng Loan cũng đã là được bà con cô chú anh chị mua rất là nhiều rồi, chứ đâu phải như cái cô cháu gái này. Nó sắp tới đây á, là nó sẽ có một cái đêm diễn ngày 28 tháng 9. Nhưng mà thực tế hiện tại bây giờ những cái vé của nó thì bán cho ai, ai ở đâu mà mua cô chú? Thấy mẹ con của nhà Cám thì khán giả bỏ chạy rồi, thấy ối lòi rồi cô chú anh chị. Đó, người ta đâu có ưa đâu. Mà hiện tại bây giờ cứ lên nói cái này, nói cái kia, nói y như là đúng rồi á. Hết mẹ hát rồi tới cháu hát, y như là cái làm trò hờ vậy cô chú đó. Rồi cái ông sạc pin ông nhục luôn, xong mà đi chỗ nào cũng xin ăn hết cô chú chị đó. Hiện tại bây giờ quán hủ tiếu nói còn ớ mừ tô, có ai đến mua ủng hộ, còn ủng hộ thì tôi đem về nhà cũng ô xin tôi ăn. Ừ thì ông đem gì ông ăn cho ngập mồm ông luôn đi, chứ ông còn mời chào cái gì con người của ông sạc pin đó cô chú. Phải nói rằng là ông về lại Việt Nam thì sợ ông là có chơm chía nữa hay không cô chú anh chị, chứ mấy ngày vừa rồi là ông thường xuyên livestream mà ông chia trong cái bàn thờ của cố nghệ sĩ, rồi bắt đầu ông đi vào trong phòng của cái con ô xin nó đỡ những cái ký vật của cố nghệ sĩ hồi xưa đó, ông đi lục cái này ông lục cái kia mà cứ nói ra là tôi là một người bạn thân của cố nghệ sĩ. Cái miệng ông này nói thôi chứ còn thật sự mà nói cố nghệ sĩ đâu có nhận ông này là bạn đâu cô chú, không có người bạn nào mà cố nghệ sĩ vừa nằm xuống mà đi ăn trộm hết cô chú anh chị đó. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ cái ông sạc pin này á cô chú, ông đang ở nhà cái con ô xin mà đến nỗi mà ông không dám đi ra đường uống cà phê luôn cô chú anh chị, tại vì là fan của chị Hồng Loan là khắp nơi nơi mà nói ăn ngon ông bước ra đường đi ông gặp fan của Hồng Loan là bập liền của cô chú, chứ đâu có thể nào mà bỏ qua cho ông này được. Ông này là một cái người bạn ăn cắp ăn trộm ăn cướp luôn đó, chắc đợt này về rồi sắp tới sẽ phụ luôn mẹ con của nhà Cám đến nhà số 5 Đồn Thị Điếm chắc dọn đồ chứ làm gì cô chú anh chị đó. Thì buổi chiều hôm nay em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và bạn yêu thương chị Hồng Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ là cô Sáu còn đang là đòi chị Hồng Loan là 3 tỷ nha cô chú anh chị, để rút lại những cái đơn kiện mà theo như em nghĩ là không có cái chuyện mà 3 tỷ đưa đâu cô chú. Tòa án thì người ta xử đó, theo giấy tờ là chị Hồng Loan là người con hợp pháp rồi, chị Hồng Loan là được phép thừa hưởng những cái gì của ba mình để lại thôi cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.